Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Và ngày hôm nay video này Sang sẽ không bị review lo nha mọi người. Lo nhiều rồi, nay review về cục đẩy. Thử xem hôm nay có cục đẩy gì thú vị nha. Ở đây thì Sang đang có hai cục đẩy, đó là cục đẩy Crown XLI 2005 và cục đẩy LD System DB4950. Hai cục đẩy thì hai cục đẩy này mình sẽ áp dụng cho những cái dòng lo 2 tấc rưỡi khoảng 3 tấc trong cái không gian karaoke gia đình. Và tùy theo cái nhu cầu, tùy theo chất lượng thì mình sẽ chọn lựa cái dòng đẩy thích hợp. Thì ở đây thì mọi người biết được Crown XLI nó là cái dòng quen thuộc mà Thiên Vũ bán rất là nhiều đối với những bộ dàn karaoke cũng như là những cái bộ âm thanh hội nghị, hội họp này kia thì xài cái con này rất là nhiều rồi. Đó, và cái con LD này thì cái con mới vừa về. Thiên Vũ đợt trước cũng có những cái video clip quay để test về chất lượng, về chất âm của nó. Chẳng qua là chưa tung lên thôi. Về sau thì mình sẽ có những cái video clip tung lên cho mọi người trải nghiệm về chất lượng của con này. Và hôm nay thì mình sẽ so sánh hai con này, mọi người nên xài cho cái không gian như thế nào, mọi người nên xài cho những dòng lo như thế nào, và chọn lựa một cái cục đẩy hợp lý, chính hãng, giá thành tương đối vừa phải để cho mọi người có thể đầu tư cho một bộ dàn karaoke. Rồi, nói về cục đẩy Crown XLI 2005 thì thật sự thì cái cục đẩy này cũng nói rất là nhiều, làm video clip rất là nhiều. Thì Crown XLI 2005 như mọi người biết nó là một cái dòng thương hiệu chính hãng của nhà Hackman. Hiện nay trên thị trường cũng có những cái dòng Crown dòng khác, nhưng mà mình vẫn luôn chọn cái dòng XLI, bởi vì khi mà mình chọn lựa thì mọi người lưu ý, mọi người cứ lên hãng á. Mọi người vô cái phần cái trang web của Crown, mọi người gõ vào phần cục đẩy thì mọi người sẽ thấy được một cái list cục đẩy của nhà Hackman, nhà Crown. Thì mọi người thấy được cái có con XLI 2005 này thì nó đảm bảo về cái chất lượng, đảm bảo về cái nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo về cái công nghệ bên trong cái cục đẩy này, nên là mọi người sẽ yên tâm hơn. Và cái giá thành của nó cũng tương đối là tốt. Hiện nay rơi khoảng đâu đó, mình nhớ giá lẻ của nó khoảng tầm 19.9 thôi. Mua thì chúng ta còn có giá tốt hơn nữa. Và nói về cái phần nguồn gốc, nói về cái giá thành thì cái con này đang có được cái spotlight khá là cao của khách hàng. Tiếp đến nói về cái chất lượng của con này thì như mọi người biết, Crown nó là sử dụng nguồn xuyến. Nguồn xuyến thì nó sao, nó cho ra cái độ ấm tương đối là tốt, độ ấm dày dặn. Và đặc biệt cái con này nó sử dụng lọc LED AB. Như mọi người đã biết, hồi xưa người ta nói là LED A thì nó tiêu tốn điện năng, nhưng mà bù lại thì nó có cái chất lượng về cái tín hiệu cho ra chuẩn nhất, tốt nhất. LED B thì nó ngược lại, nó khai thác hiệu quả cái điện năng, sử dụng được cái công suất lớn nhưng mà bù lại thì cái độ méo nó có. Nên đâm ra là nhà hãng quyết định họ làm cái LED AB để chi, để cho chúng ta vừa khai thác được cái chất lượng cũng như là vừa khai thác được về cái phần đó là hiệu năng khai thác tốt hơn, và chúng ta có được cái chất lượng âm thanh ra cũng tốt hơn luôn, sẽ không bị méo tiếng, nói chung là giảm thiểu cái độ méo tiếng. Thì LED AB thì thường người ta sẽ sử dụng trong những cái âm ly mà thiên về hi-fi, cũng có nhiều, rất là nhiều người ta sử dụng hi-fi nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó sử dụng như vậy để giúp cho cái nguồn nhạc, giúp cho cái bài nhạc của chúng ta ra nó chính xác nhất, nó rõ ràng nhất, giảm thiểu được cái độ méo. Tiếc ở cái cục đẩy AB đó là việc thì cục đẩy này chỉ đáp ứng công suất tương đối vừa phải thôi. Những cái dòng lo nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 350-400W thì mình thấy nó sẽ phù hợp cho cái con Crown XLI 2005 này. Thật sự là như vậy. Công suất nó vừa phải thì nó sẽ đáp ứng tốt cho ra âm thanh chất lượng trong trẻo và nó có đạt được cái độ chính xác cao. Và giá thành dưới 20 triệu thì mọi người sẽ chọn lựa con này quá hợp lý rồi. Ví dụ nhà chúng ta đơn giản là muốn xài một bộ dàn karaoke mà mọi người chỉ lắp đặt hai lo, một xài một súp điện và hệ thống, thì chúng ta xài cái con này là vừa đủ, không cần phải nhiều. Rồi nếu như mà mọi người muốn dàn karaoke mình cao hơn, có những cái hệ thống nó phức tạp hơn và nó khai thác được tối đa cái khả năng của cái cặp lo của mình á, thì xuống tới này, cái con này LD System DB4950. Nhắc về thương hiệu LD thì mọi người cũng biết được là Thiên Vũ bán cũng rất là nhiều về những cái dòng lo trước đó là Maui 11, G3, 28, G3, 44, G2. Đó là những cái dòng thương hiệu của LD, và như mọi người thấy được thì chất lượng của những cái dòng lo này cho ra rất là tốt. Và ở cái phần cục đẩy thì nhà hãng LD lại làm ra được một cái con phải nói là đánh rất là nét, rất là căng. Thiên Vũ test rồi và mình thấy được cái chất lượng của con này đánh ở những cái cặp lo full 3 tấc cho ra cái khả năng tối đa của cái cặp lo luôn. Thì nói về cục đẩy này á, thì nó là một thương hiệu chính hãng của thương hiệu Đức ha. Và cái nguồn của cái sản phẩm này sử dụng là mạch LED H. Thì như mọi người biết được thì mạch LED H nó là một biến thể của LED AB. LED H nó sẽ giúp cho cái khả năng
khai thác về cái hiệu năng tốt hơn, mà lại nó còn tiết kiệm được năng lượng điện. Nó giúp cho sản phẩm của chúng ta giảm thiểu được cái độ nóng, độ nhiệt tỏ ra ở cái sản phẩm này. Thì với cái cục đẩy LD này thì công suất của mỗi kênh là 490W, nhưng mà nó đạt nhờ vào sử dụng mạch lách H nên là cái công suất của nó ra là công suất thật, đánh sẽ rất là căng, rất là nét ở cái phần 490W này. Chúng ta không thể nào so sánh được cái con này 550, thông số 550, còn con này là 490. Thì cái con này á, nó nói 550 nhưng mà cái hiệu năng khi khai thác của nó sẽ không bằng con này. Nên là 490 con này nó sẽ hiệu quả hơn và nó đánh ra tốt hơn. Rồi nói về cái phương thức mà để kết nối cho cái con này á, thì mọi người có thể chọn hai phương án. Đầu tiên, phương án đầu tiên thì mọi người sẽ xài là hai lo full gain, một lo subwoofer, có thể là sidebass 4 inch. Mọi người chập kênh, mọi người đánh thì nó sẽ ra cái lực nét tốt hơn. Tại sao mà mình kêu mà mọi người chập kênh? Tại vì khi mà mọi người chập kênh á, thì công suất nó sẽ dư. Nó dư thì nó sẽ khai thác được cái hiệu quả tối đa của cái con sub bass 40 của chúng ta. Như vậy thì đánh nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, lực hơn rất là nhiều. Còn mọi người xài hai con sub, thật ra hai con sub thì nó ở cái mức độ thì nó sẽ không khai thác được hết. Nó đánh nó sẽ không bung được hết cái lo của chúng ta ra. Cái điều đó thì rất là phí. Nên là cái phương thức lắp ghép hai lo full gain một sub woofer khoảng tầm 4 bass 40 là nó tương đối là hợp lý cho cái dòng sản phẩm này. Mọi người cứ nhớ giúp mình là đối với một cái cục đẩy công suất á, thì mọi người nên chọn lựa cục đẩy làm sao mà nó dư cái công suất ra một xíu, khoảng là 30-40%, để làm chi? Để cho nó có khoảng dư để nó khai thác, làm cho cái lo của mình nó đưa ra được hết công suất. Rồi tiếp tục, cái phương án thứ hai mọi người lắp ghép thì mọi người sẽ có thể lắp ghép 4 lo full gain, tức là hai cặp đó. Mọi người đánh trước và đánh sau, hai cặp trước thì mọi người đánh chính, hai cặp sau mọi người đánh surround. Thì đánh như vậy thì nó cho ra cái hiệu ứng đánh nó nghe nó sẽ đầy đặn hơn, thì nó sẽ phù hợp đối với những cái căn phòng lớn rộng, những căn phòng khi mà mọi người có cái khoảng cách chơi rất là xa và cái cặp loa sau nó sẽ bù ở cái cặp loa trước, thì cái con cục đẩy này nó sẽ đáp ứng cho chúng ta ra được cái dãy rất là chắc, rất là khỏe. Thì đối với cái cục đẩy LD này thì thiên hướng nó sẽ thiên hướng sáng một xíu. Nên đâm ra là nó rất là phù hợp cho những cái cặp lo mà nó có thiên hướng là tối. Nó sẽ bù trừ lại với nhau, mọi người ghép lại nó sẽ bù trừ và nó cho ra được cái chất âm hoàn hảo cho mọi người. Còn nếu như mọi người muốn chất âm dày dặn thì mọi người sẽ chọn crown. Thì crown thì nó sẽ phù hợp cho những cái cặp lo mà thiên hướng sáng một xíu. Tiếp đến thì nói về giá. Thì hiện tại thì cái con LD System 4950 này đang có mức giá là 23.650.000. Mà giá này là giá dành cho cục đẩy 4 kênh nha mọi người. Rõ ràng thì với cái mức chi phí đầu tư á, thì 4 kênh mà mọi người đánh được công suất 90W trên một kênh mà giá nó chỉ 23.690.000 thì mình thấy tương đối là tốt á. Giá vừa phải, nó không có bị gọi là trên giá, nó không có bị ảo giá. Cái chất lượng của nó phù hợp với cái mức giá luôn. Nên là mọi người hoàn toàn có thể đầu tư cục đẩy này cho cái hệ thống karaoke của mình. Thì vừa rồi thì mình vừa phân tích và đưa ra lời khuyên cho mọi người khi mà mọi người sử dụng chọn Crown XLE 2005 hoặc là mọi người sử dụng LD System 4950. Rõ ràng chúng ta nếu mà chúng ta xác định phương hướng đầu tư chúng ta về sau nó sẽ có cải tiến nâng cấp thì mọi người cứ xài thẳng lên cái con LD. Còn mọi người xác định là bộ dàn chúng ta xác định tới đó thôi, chúng ta không có nâng cấp nữa, thì mọi người cứ xài con Crown là đủ rồi, là dư rồi. Ở sau này chúng ta, thí dụ như mà chúng ta nâng cấp thêm thì nó phải tốn thêm một cục đẩy nữa thì nó rất là phí cho mọi người. Một cục này như mọi người biết rồi, nó giá nó cũng 19 mấy, và mọi người nâng cấp hai cục thì nó cũng lên 30 mấy rồi. Thôi mọi người đầu tư con này giá công suất nó cũng tương đương với nhau một kênh, một kênh nó tương đương với một kênh này, nhưng mà cái giá thành nó vừa phải tốt hơn thì mọi người sẽ chọn lựa được một cái cục đẩy hợp lý hơn. Rồi ok, thì video clip của mình đây là hết rồi. Thì mình rất mong là những cái đóng góp của mình sẽ giúp cho mọi người có được cái nhìn tốt hơn, có được cái sự lựa chọn tốt hơn cho sản phẩm. Nếu thấy video clip hay hãy bấm like, subscribe cho kênh Thi Vũ. Bye bye mọi người.